Dương bắt đầu bắt đầu mình sẽ tập cách nơi thường ngày nít đòi nơi dưới ông Pi Cả Sẽ Căm. Lúc về, sau khôn rộn mình trầy cửa xuống Cả Sẽ Căm rục hạp rộng mạnh nâng nơi sát bản xa nào ở phía kỳ chấn. Bùn lươn ca bà cách cho cha lẽ khăn đồng rời ở nà máy nâng phụ tự kia mà nà máy lưu phở lật thập hóa Cả Sẽ Căm Campuchia đầu tới tiết. Đôi chưa mở rách tức mọt trở trị cam nâng thủ rền. Xâm ná này cả miền lá khăn ông chùm nụ bảo viên lục bạc sọ khốn rọt mần trầy cả sẽ cam Campuchia nâng cả nạp bảo tế phu bì mẹ chà mần đô xa hẹ bảo tế bạc ca sẽ tế cách cả đào bảo tế nây cửa xuông cả sẽ cam nâng cây ca chôn ở bạc chân nìa thang ngay tì đọc bảm bạch hai xây hà. Lục vệnh sọ khốn mẹ chạy bảo vật trụ bảo đáng thà ca nôm chênh phá lật tập hò cả sẽ cam tờ bảo tế chân nâng chui chùm rung cầm nán sẽ tế cách tam rời dạ ca nôm chênh phá lật tập hò cả sẽ cam đà miên cầm nán chi bì xe đó áo cá đó cả sẽ có chỉ nhẹ đam đó nâng nhẹ trên chấm ruộng chưa môi nâng biển đẹp cám nuông trên phòng đài trong này lượng nguồn lai protein mà cung lực tuổi mới cầm bớt ban mình chia tham ba trăm bao đi Campuchia của ban nuông mới từ protein chân đá còn tại khả năng bảy màn tích túi thiệp nâng tiệp xa thôm thôm ở bờ Campuchia đại miên xã hạ ở rốc chỉ đàm mà miền là tập hợp thân non từ chân bán về là ô và sao ấy vừa tháp đi sai những căn từ lồng từ lề chân á dường phải là đâu về là tập cam nấu con ông stock về ăn sol chân á là mau dường miền đi xa ta tàu ta rộng to rồi ấy về ai nấu sol là chân là phải tự to thông thông cái mà miền từ chân tiết dường từ cơm tha về nâng là ở và xa vận tải ca thì không tập và dương vườn mưa thu là bị chân á khơi ngã về chợ mà cho chai mùi dương hoạt tinh thật thọc thọc chân hay sơ thà rộp rồi sòn chân hay chả thì có dương lụa mạch bán miền khóa thì trong hôn chân đây mà sắc xa tinh năng tinh thọc chân hay mẹ mình vốt được vì bà cho cha nó tinh nông tổng lại bây giờ là vì giờ là nâng đó là mình đồng bọn xê chào vì cái phốt là nâng giờ thì không tha về là o mẹ bà đại nhà tìm ra nâng chân á Krau Pini Campuchia ban ai cập hiếp bằng cát krom ca nghe chùm niên đã bày rùm khní riêp chòm phàn ca mê áp hí vọt cả sẽ cam tùm nướp nơi Campuchia đại phát đạo xóm khăn lưu ổng có bốt cao su đồng lông mỹ chết phá lật tạc cam sát nâng vi ri và bà cam Campuchia có bán sna đó krom ca nghi chụp niên bằng thai mốc đầm nám miền xã cà đam nụ bùl ập xe tiết đôi chì xoay chán tí khăn ông phàn ca mê áp hí vọt cả sẽ cam tùm nướp nơi Campuchia nơi khăn ông vi say ai cho là nạ trọc vinh xâm rạp rời dạp bê cần lạc chân nam phì bòn mà phây bì ni ca vi nê dục lưu vi say ai cho là nạ trọc miền xã phiếp thò mà đá đòi nhạ vi nê dục phía chán cư chì nẹ khăn ông sọc khả nạ nẹ krau sọc mình sâu miền chán nị bà tam ca bệnh chia robot lục trạc sọc ním protein samacum vi đầm lai a cho là nạ trọc Campuchia lục bản tỏ tha xâm rạp cần lạc chân nam khả mộc tiết ai nâng miền phiếp lo bà xa bản tích mặt đông bản tài ca vi vọt tờ rộp phiếp riêng stia xâm rạp vi sai mùi nít đèng múl cư mần toàn miền nụ tì nhưng khi tha ca cho là nạ trọc bàn bản tỏ xâm phiếp rộp mặc luôn chia thọ mặt á chia cơ cổ tấy thì chán là nhà vinh dục cân cứ chia nhà đại là khăn sốc hay nhà nơi kháng khai sốc thì chán ọt ọt xây miền bảo thì ở xa tại khi bị chôm nâng ca một bản luật này vì bản Covid này lại nơi khăn ông tế bản chấp bọn này chẳng á bạn xâm rạp ca tinh lụ đại là khi chán nơi khăn ông bị chính trạng cảm chỉ dưỡng đây còn đô đi có khổng rô ngôi chùm nôn thông nơi tại bản to ca nghiệp bằng phục quản ដោយរហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021តើវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់កម្ពុជាអាចមានការវិវត្តបែបណាសម្រាប់ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងនឹងពុះប្រឈមនៅបញ្ហាឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានឲ្យសាមញ្ញថាយើងគឺនឹងមានភាពគេហៅថា រៀបចំនឹងចាត់ចែងទៅដោយទិញដងទិញម្ដងការរីចម្រើននឹងដោយសារតែភាគច្រើនអ្នកវិនិយោគទុនមួយចំនួនធំមានក្នុងស្រុកទេអញ្ចឹងបើអត់មានការចូលពីក្រៅស្រុកយើងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏នឹងវាបើនៅក្នុងនេះក៏មិនខ្លាំងក៏ត្រឹមបំណាច់ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ពីនេះសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងលើការបញ្ចេញកម្ចីថ្មីៗប្រមាណ 57 លានដុល្លារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំតាមរយៈគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមដើម្បីឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មដែលពិបាកទទួលបានឥណទានដោយសារតែគ្មានទ្រព្យបញ្ចាំទទួលបានទុនទៅពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
ួននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោករស់ស៊ីលីវ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជាក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីសក្តានុពលនៃគម្រោងធានាឥណទានក្នុងការលើកស្ទួយបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី18ខែសីហានេះជាស្ដែងរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានតាមរយៈសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជាដែលមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដែលគិតមកដល់ដាច់ឆ្នាំបណ្ដាច់ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះបានគ្រប់គ្រងទៅដល់ការបញ្ចេញកម្ចីឥណទានថ្មីថ្មីប្រហែលជា57លានដូចតែរបាយការណ៍របស់ KL អំបញ្ញមិញដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំតាមរយៈ PFI ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងមូលនិធិ57លានដុល្លារនេះគឺជាចំនួនគឺតិចតួចនៅឡើយប៉ុន្តែវាបង្ហាញនឹងការចាប់ដើមនៃការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការផ្ដល់កម្ចីដោយមិនផ្អែកទៅលើទ្រព្យបញ្ចាំនៅក្នុងទីផ្សារឥណទានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនតែករណីកម្ពុជានោះទេគឺយន្តការធានាឥណទាននេះគឺជាឧបករណ៍គោលនយោបាយអន្តរកម្មមួយសំខាន់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ទូទៅដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញប្បទាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមក្រុមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសកលលោក RFI FF